Xin chào các bạn, lâu rồi mình cũng mới ra video đúng không? Cách đây cũng khoảng mấy tháng rồi. Hôm nay thì mình sẽ ra một video nhỏ nhỏ xinh xinh để cho các bạn xem. Hôm nay thì mình sẽ review một sản phẩm cũng rất là hữu ích cho các bạn nam cũng như các bạn nữ, mà những bạn mà thường xuyên đau đầu về cái vấn đề chân của mình. Có thể là chân có rất nhiều các cái tế bào chết này, chân cứng này, có cái những cái lớp da chân cứng ở gót chân này làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu, và nhiều khi nó cũng làm cho mình mất tự tin đúng không? Thì mình cũng có tìm hiểu một sản phẩm cũng rất là hay ho, và mình rất là háo hức để chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ review cái sản phẩm này. Đây chính là cái sản phẩm mà mình đã dùng, và lúc đó khi mà mình bắt đầu dùng cái sản phẩm này thì cách đây cũng khoảng hơn 2 năm rồi mình đã dùng nó. Khi đó thì cái chân của mình có rất nhiều các cái tế bào chết, và ở phần gót chân thì nó rất là chai, và da chân ở cái phần gót chân nó rất là cứng này, và nó có màu vàng vàng này, không có hồng hào. Đó thì mình đã sử dụng cái sản phẩm này, và từ đó thì sau khi mình dùng mình rất là ngạc nhiên về nó, và mình cũng rất là thích thú. Và cũng lâu rồi mình cũng không dùng đến nó nữa, bởi vì là mình thấy là sau khi mà mình tẩy từ cái lần đó trở đi ấy, thì nó cũng ít da chân, da tế bào chết hơn rồi. Đó thì bây giờ thì trong năm nay thì mình lại tiếp tục mình dùng, vì mình thấy là cái da chân của mình bắt đầu nó lại có nhiều tế bào chết hơn rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái sản phẩm này nha. Cái sản phẩm này là một cái sản phẩm tẩy tế bào chết chân. Đó, ở đây người ta ghi là tẩy tế bào chết chân, có hình bàn chân. Ở ngoài sản phẩm thì nó là một cái hộp, và sản phẩm này là của Hàn Quốc các bạn nhé, của Hàn Quốc. Đó, một cái sản phẩm. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem xung quanh cái hộp này. Ở phía ngoài đây thì nó là tên của sản phẩm này, còn ở phía mặt sau thì nó là cái hướng dẫn. Ở đây thì nó là chữ Hàn và chữ tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Anh các bạn nhé. Đó, thế ở trong cái sản phẩm này thì mình cũng thấy là rất là hay, vì nó khá là tiện dụng và cách dùng cũng rất là đơn giản, mặc dù là mình thấy là nó hơi lâu. Vì thời gian chờ của nó là khoảng 1:30 ấy, khoảng tầm như thế, nên là nó cũng hơi lâu lắm. Bây giờ để mình chờ các bạn, chờ mình một chút nhé. Đây, ở cái sản phẩm này thì mình sẽ cho các bạn xem. Ở trong bên trong của sản phẩm này thì nó có rất nhiều các cái thứ linh tinh khác. Này, các bạn nhìn không? Đó, có rất nhiều thứ nhá. Đây là có một cái hình bàn chân, hình đôi chân. Cái này thì ở trong này nó chứa dung dịch để tẩy tế bào chết. Đó, mỗi một cái bàn chân này thì các bạn sẽ cho vào một cái chân của mình đấy, sau khi mà mình sử dụng các cái túi này. Đó, ở đây nó sẽ có một cái túi này nữa. Một cái túi này là cái túi để mình bao vào cái bàn chân của mình ấy. Đó, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây. Đó. Đây các bạn thấy không? Nó như thế này. Đó. Đây bàn chân nha. Có hai cái để buộc vào hai bên chân. Hai cái để buộc vào hai bên chân. Ở đây nó có một cái dây buộc. Đó các bạn, sau khi mà các bạn cho cái chân của mình vào trong này, sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái dung dịch này. Cái dung dịch này các bạn cho vào trong. Các bạn cho vào trong cái túi này. Đó, cái chân và cái dung dịch ở trong cái túi này. Thế sau đó là các bạn sẽ buộc cái dây này vào. Và các bạn cứ thế để như vậy trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng 30 phút. Thì sau đó thì các bạn sẽ bỏ ra và sẽ rửa sạch bằng nước ấm. Cách dùng thì cũng rất là đơn giản, nhưng mà mình chỉ thấy có mỗi một cái nhược điểm, đó là nó dùng thời gian chờ của nó khá lâu, thời gian để nó thẩm thấu khá lâu. Và cuối cùng đó là trong cái bộ này nó còn có một cái gọi là cái dưỡng ẩm cho chân.
Cái dưỡng ẩm này thì là kem dưỡng ẩm mà các bạn sẽ sử dụng mà sau khi mà các bạn đã rửa sạch cái chân đi rồi, sau đó thì các bạn sẽ hàng ngày các bạn sẽ thoa một chút lên cái bàn chân của mình để giúp cho nó dưỡng ẩm cho da được cái mềm mại ấy. Thì trong cái quá trình mà mình sử dụng thì mình thấy là cái sản phẩm này nó khá là an toàn, không có cái vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng ở trong cái lưu ý của nó thì nó sử dụng là có cái lưu ý, đó là thứ nhất là sản phẩm này là không dùng cho trẻ em, thứ hai đó là cái sản phẩm này là không dùng cho các cái bạn mà đang có cái những cái vết thương hở ở chân đó, thì mình thấy là có cái lưu ý quan trọng như vậy. Còn ở cái thành phần của nó thì ở đây nó có ghi là trong cái thành phần của nó là có chiết xuất bạc hà và cái phần chiết xuất của tinh dầu argan. Thì cái chiết xuất bạc hà thì các bạn biết rồi, nó là một cái chất rất là giúp cho cái da của mình nó sẽ cả giảm bớt cái căng thẳng này, hay là nó sẽ giúp giảm cái mùi mồ hôi chân này, nó cũng giúp kháng khuẩn nữa, nên mình nghĩ cái chiết xuất bạc hà này cũng rất là tốt khi mà nó có trong đây. Ngoài ra thì nó có cái tinh dầu argan thì nó giúp dưỡng ẩm cho da chân của mình. Thường thì khi chúng ta tẩy tế bào chết thì nó thường là sẽ làm cho cái da của chúng ta bị khô đúng không? Thì cái tinh dầu argan này nó sẽ cũng đóng một vai trò quan trọng, các bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc là giúp dưỡng ẩm cho cái bàn chân của mình sau khi mà chúng ta tẩy tế bào chết. Trong cái thành phần của nó, trong cái thành phần của cái dung dịch của cái sản phẩm này ấy, thì mình thấy là nó có chứa AHA. Các bạn thì cũng có thể biết được cái dung dịch này thì nó cũng khá là tốt cho việc là chúng ta tẩy tế bào chết đúng không? Một cách rất là nhẹ nhàng. Đó. Thật ra thì ở trên thị trường thì cũng có rất nhiều các cái dạng tẩy tế bào chết khác nhau. Các bạn cũng có thể tẩy bằng bàn chải này, hoặc cũng các bạn bạn cũng có thể tẩy bằng bằng gì nhỉ? Bằng cái loại tuyết tẩy tế bào chết dạng hạt này. Có rất nhiều loại đúng không? Hoặc các bạn cũng có thể ra các cái tiệm móng chân móng tay ấy. Móng chân móng tay thường họ cũng có tẩy tế bào chết cho các bạn, nhưng thường thì cũng có những bạn thì lại kêu đau đúng không? Nhưng mà với sản phẩm này thì mình lại thấy rất là dịu nhẹ và cách sử dụng cũng rất là đơn giản, rất đơn giản các bạn ạ. Các bạn chỉ cần cho cái dung dịch này vào cái túi, sau đó cho vào cái chân của bạn cũng cho vào cái túi đó rồi, sau đó thì các bạn chỉ việc ngồi chờ thôi. Thì mình thấy là cái này thì mình đúng là mình chỉ có không ưng nhất đấy chính là cái thời gian của nó khá lâu, khá lâu, vì mình phải ngồi thế, tranh thủ trong cái lúc mình ngồi như vậy mình có thể đọc sách này, xem tivi này đúng không, nhưng mà mình cũng thấy nó chờ hơi lâu đúng không? Nhưng mà miễn làm sao nó không không quá ảnh hưởng, không quá làm hại cái da chân của mình như vậy là tốt rồi, thì cái điều đó thì cũng có thể là chấp nhận được đúng không? Nhưng mà nhiều bạn thì cũng không thích vì có thể là nó mất thời gian, nhưng mình thì ở mức độ của mình thì mình có thể chấp nhận được, mình có thể chấp nhận được miễn làm sao nó an toàn và nó hiệu quả. Thì mình thực sự là rất là thấy cái sản phẩm này vô cùng hữu ích đó, vô cùng hữu ích. Dung dịch của nó mỗi một gói bên trên, mỗi một gói này nó có cái dung tích của nó là 25 ml các bạn ạ, đó 25 ml dung dịch thôi đó. Các bạn chỉ việc cho vào trong trong cái túi và chờ, các bạn cho cái chân của mình vào đó, cho bàn chân của mình vào đó để ngâm ngâm ở trong đó đó. Thì cái sản phẩm này thì sau khi mà các bạn sử dụng ấy, sau khi các bạn đã rửa sạch cái bàn chân của mình rồi, thì một điều rất là kỳ lạ các bạn ạ, đấy chính là đợt đấy là mình khi mà mình làm lúc đầu tiên nên thực sự là mình vô cùng ngạc nhiên luôn các bạn ạ. Đó chính là cái việc các cái tế bào chết ở chân của mình nó rất rất nhiều, nó bong ra mỗi ngày, nó bong ra một chút mà mình thấy rất là thích thú và cũng rất là ngạc nhiên vì điều đó. Tại sao, là sao cái chân của mình sao nhiều tế bào chết đến thế, và bây giờ thì nhờ sản phẩm này nó đã lấy được hết cái sản phẩm, lấy được hết những cái tế bào chết đó.
Như vậy là mình đã review xong cái sản phẩm tẩy tế bào chết chân này, một sản phẩm vô cùng hữu ích. Nhưng có một lưu ý, đó chính là các bạn hãy nhớ là việc mình tẩy tế bào chết chân thì mình cũng không nên tẩy một cách quá là thường xuyên nhiều lần nha. Mình cảm thấy khi nào mình cảm thấy cái da chân của mình nó nhiều tế bào chết lên rồi thì các bạn lúc đó các bạn có thể sử dụng tiếp, chứ các bạn không nên lạm dụng quá, vì như thế nó sẽ làm cho cái làn da của mình nó bị yếu đi. Hôm nay thì mình sẽ dừng video tại đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng này của video, và tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ theo dõi kênh và ủng hộ cho mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.